Mình chỉ là gọi là một nhát dao vô tình, mình đang đi rừng nên mình ấy thôi. Thế là phát hiện là cái cây như này này. Đây các bác nhìn này. Đây. Nó đỏ tươi như này luôn này. Đấy em quay sát vào đây. Xin chào các bác nhá. Trời ơi, nước suối mát cực kỳ luôn các bác. Đang đi rừng cực kỳ nóng mà gặp được cái suối thật sự là nước nó mát lắm nhưng mà không dám tắm các bác. Bởi vì là người nó đang nóng ấy mà gặp nước lạnh nước mọi người cảm các bác cảm giác như là cái nước ở trong cái ngăn mát mình như thế nào thì nước này như thế các bác. Đựng vào cái chai vỏ chai lúc mà nó toát cả cái hơi bên ngoài ra. Đấy, chỉ mỗi tội vào đây nó nhiều vắt mới nệ, nhiều muỗi nên ra là cũng ngại vấn đề là ngủ trong đây. Đấy ra này. Đấy thì cái kinh nghiệm mà khi mà các bác vào rừng khi mà các bác vào rừng bị lạc ấy, không may bị lạc ấy, các bác cứ đi theo cái con suối này. Độ con suối này mà nó chảy xuống ấy, mình cứ đi theo nó thì kiểu gì cũng ra. Còn đâu ra nó cách cái vị trí mình mong muốn xa hay bao xa này nó còn tùy, nhưng đại loại là mình thoát khỏi rừng đã các bác. Quan trọng nhất là mình thoát khỏi rừng. Chứ các bác mà cứ đi xuyên ngang này nó không biết nó đi đâu, nhưng mình cứ đi theo con suối này không may khát thì có thể uống nước suối được các bác. Đấy thì nó là kinh nghiệm của anh em đi rừng thôi. Cứ thế mà đi theo rồi, còn lâu đến lúc ra thì khi mà ra ngoài có sóng điện thoại đấy thì mình lúc đấy mình sẽ tìm con đường sau. Trước mắt là có thể thoát nữa. Đấy, cứ đi theo suối, cứ đi theo men dọc này xuống thôi. Đó. Tảng đá đẹp thật các bác này. Nó bằng nó đẹp thế. Đấy, hôm nay em có chuyến em đi vào rừng. Không biết là có kiếm được cái tổ ong nào không đây. Đấy. Thỉnh thoảng đi núi đá, thỉnh thoảng đi rừng nậu một tí. Đây các bác này. Đấy, cái đoạn đường của em đi nó toàn như thế này thôi. Đấy. Thì chỉ mong được là trong những cái gầm bụi tre này nó sẽ có những cái cây làm ngang. Thì khi mà cây làm ngang sẽ có tổ ong nó làm ấy. Đó. Đi là cứ ngước mắt lên trời thôi. Không biết là rớt mình có gì. Ngắm hồn vào, suýt nó dẫm vào rắn. Rắn nó ra phơi nắng các bác. Đấy, đi cứ phải nhìn lên những cái cây như này, cái thân cây như thế này. Thì nó đôi khi có những cái tổ ong nó sẽ làm ở phần ngang của cây. Đấy. Một mình trong rừng luôn các bác. Đây. Hy vọng những cây to này có mà cùng vẫn không có này. Đấy. Bây giờ em tranh thủ em đi tìm em không quay được ấy. Thì khi nào có em sẽ quay cho các bác xem nhá. Anh em mình đang đi ở trong rừng đây thì mình chỉ là gọi là một nhát dao vô tình, mình đang đi rừng nên mình ấy thôi. Thế là phát hiện là cái cây như này này. Đây các bác nhìn này. Đây. Nó đỏ tươi như này luôn này. Đấy em quay sát vào đây. Em quay sát đây. Này, mình bây giờ mình dỡ nhé, không các bác lại bảo là anh em mình bôi cái gì vào. Này. Đấy, cái này cái tự nhiên nhá. Cái tự nhiên 100% luôn các bác ơi. Thì anh em bạc dưới này sao? Em bạc dưới này sao? Em không biết nó là cái cây gì luôn. Thì em cứ hỏi các bác xem là các bác nào biết thì nói cho em biết cái cây gỗ này là cây gỗ gì này. Nếu như mà có giá trị thì anh em mình sẽ nên mang về để bán này. Thật sự thì đây mình cũng chỉ xem trên mạng nhiều, có những cây mà khi mà đẽo ra đấy nó có những màu như này. Thì hôm nay cũng đang đi rừng ấy, mình tiện ra mình vâm này cái thì bất ngờ là thấy nó có màu lạ lạ đấy thì mình mới đẽo ra này, thì không ngờ nó lại như này luôn này. Chả biết giá trị như nào thì anh em mình cũng thôi cứ để kệ như này. Còn khi mà có bác nào muốn mua cây này đấy thì để anh em mình quay lại tìm chỗ này, chứ bây giờ cũng chả nhớ chỗ này chỗ nào nhỉ. Vâng, có khả năng không nhớ thật chỗ này chỗ nào luôn, chỉ nhớ là cứ đi vòng thì nếu như mà có duyên thì sẽ gặp lại cây này. Đấy các bác thấy chưa, này anh em mình nhận cái này lên đẹp chưa. Thấy chưa này, em quay vào nó có bắt nét cái chỗ này không? Nét lắm, đỏ lắm. À. Ui, đẹp thế. À. Quá là đẹp. Đẹp chuẩn luôn nhỉ. Vâng. Đấy thì anh em mình đang ở trên khu vực Lạng Sơn này các bác này. Đây, đỏ như thịt bò luôn nhỉ. Như thịt bò luôn à? Tươi, tươi như thịt bò. Đấy, anh em mình đang trên khu vực Lạng Sơn nhé. Chỗ này là chỗ nào của Lạng Sơn nhỉ? Chỗ này Đình Lập anh ạ. Đình Lập đấy, vâng. Các bác này. Anh em đang ở Đình Lập Lạng Sơn này. Tuyệt vời luôn nhỉ. Quá ok. Đây, đây hàng đây các bác này. Đó, đây hàng đây. Nhưng mà cái cây này thì nó là một thân nên là em không thể lên để em
quay cặn kẽ được. Thì cái tổ này nó cũng là tổ bị người ta cắt trước rồi đấy. Thì hôm nay anh em thấy cảm giác vẫn có bảo mật thì anh em lên. Đấy, thì mình sẽ ở em sẽ ở dưới để cho chúng lên à? Hay là mà phát đi lên phát đó. Phát ở dưới quay không phát gió. Không mới đội trên đầu. Em đội cái này trên đầu. Đầu thì nó không gió. Không, em cứ đội trên đầu không em phát cho anh, còn đâu anh dưới anh quay điện thoại được thế nào được thôi, chấp nhận thôi, bởi vì nó cái điều kiện nó cũng không cho phép. Nhưng mà em phát được thì tốt. To hơn đấy. Không, cái này bầu này, bầu này bầu cắt rồi. Nếu mà bầu này không ai cắt thì ừ, đấy, không ai cắt cơ. Thì ở đây các bác nhìn này, khói này, làm bằng tre hết, là bộ tre. Wow, cái mũ này đội. Mũ chắc đội được dầu được á. Tí nữa nhỉ. Nó có đội được không cơ? Đội được. Để xem nào, tí xem nào. Không đội được thì buồn đấy nhỉ. Đội được rồi. Thế bây giờ mình xin phép dừng để mình đội thử gâu ấy. Đó, bây giờ thì mình sẽ anh em sẽ bắt đầu lên này. Thì chăm sự nhờ chung chặt hộ cái bụi trống trống này. Chăm lửa dần đi. Làm cái cây để chọc lên. Bắt đầu. Này các bác nhìn này, nhìn cái tổ ong chưa? Đấy, hàng đây. Nó dựng cánh rồi đấy. Thì hy vọng nó đốt thì nó sẽ đốt ngọc TB. Đấy, các bác nhìn đây, nhìn con trâu chưa? Đấy. Nó lên hộ anh nhá. Trước người ta lên người ta đã chặt bớt cái cành như rồi nhỉ. Đấy, em làm sạch sẽ cho anh. Ra chưa? Ra, bắt đầu ra rồi. Khói đến, có giới thiệu rồi. Anh quay được không? Em lên tầm ngang ngang võng võng em chặt thế đi cho anh nhận được. Diễn này đóng được chân. Ôi, ôi, chân hết. Đấy, nó ra đấy. Quần nó ra đấy. Không có con nhận nào rồi. Biết rồi. Hết nhận rồi. Có mật, có mật bít mà rồi nhá. Có mật bít mà là vàng khơm các bác ơi. Cũng được vài cân rồi, vài ký rồi. Hay vậy này, cái bầu này họ cũng cắt được khoảng tầm tuần đến 10 ngày rồi. Bởi vì đây nhìn cái bầu cũ nó dài nên tít trên kia phê nhá. To nhá. Phê đấy nhờ. Bằng khương. Có đống khói đây. Đống đây không đốt chết. Ui, nó lao đầy đây rồi. Bên đấy không cần đâu. Bên này cơ. Đấy. Đấy, gần nộ tổ ong rồi các bác ơi. Ấy. Ấy, vạng nốt mới đến là hở. Ngọc TB em viết cái cây này cho anh. Cái cây cơ. Cây này. Đấy. Thằng mạnh nè. Đấy, nộ tổ ong rồi, đẹp rồi. Tuyệt vời luôn các bác ơi. Đấy, đẹp đấy. Tiếc là anh em mình là đến chậm một bước. Cân dưới đấy nhỉ, gần 3 cân đấy. Có đấy. Bầu to là bầu dưới này là hết nhộng rồi nhỉ. Rồi khả năng nó ăn đồ nó chạy đấy. Thì nó không thể. Cái ai bột kia, ai bột kia to phải đấy. Đầu kia đấy phải chơi 6 cân. Bầu to chưa, dài nên đến đỉnh kia nhỉ. Nhưng mà hôm nay mình hôm nay chục cân tổ này nhá. Bịt mà hết rồi nhỉ. Tổ này cũng sắp chạy rồi. Quần nở hết đâu nữa nhỉ? Nở hết quần, nó đang mở mặt ăn đây. Chạy rồi. May hôm nay anh em mình phát hiện xong là mấy hôm nữa ra xem còn mũi sắt không. Thế với lại biết hết lịch xem. Nhiều người bài. Chất lượng luôn các bác ạ. Đấy, nó bố một lưng mình đấy. Nhưng mà biết thật đấy. Bố một lưng chào hỏi ngay. Có khi nó làm mật và sáp rồi đấy.
nhà này là một đoạn này. Nó đang ở cái đoạn dưới này kìa. Đấy là 10 vạn câu hỏi vì sao đấy. Trông như là Linza. Linza đấy. Bé chung ạ. Quý bé lắm. Ui mật kìa. Ui mật nó chảy này. Có mật. Ui, ui sợ. Ui này quý bé chung ạ. Nó làm mật vào sao luôn này. Ôi cháy kìa, cháy kìa, cháy 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 cái cháy chân, cháy chân này. Ui mặt nó cháy. Cháy nhìn thấy đâu. Nó nằm hết mặt vào sáp à? Nằm vào sáp rồi. Cái thứ ghê quá nhỉ. Cắt làm hai đâu. 5-6 cân như thế. Cắt làm hai. Cái bé đấy nhỉ. Cái bé đấy, mày cắt cái bầu vàng vàng kia để dưới cho cắt bầu to để kiếm kìa. Cắt cái bầu già ấy. Em bao cắt cái bầu chính cho anh là xuống dưới ấy. Hay em cầm một túi lên. Ba lô anh có. Lấy mấy túi chung rồi. Mấy túi. Lấy túi lửa lên. Một túi bé quá em ạ. Lấy túi nữa. Túi sờ. Mà nó chảy kìa. Cái đây vắt lấy được rồi bá. Cái kia lấy không vắt cũng được. Cứ nhìn nó bay giữ đời nha. Ui bé quá. Cần đến 3 cái túi như thế. Bé quá. Rồi chắc có 4 cân nhỉ. 4 cân hơn túi. Tôi có khả năng tiến cầm thêm túi nữa vào đi. Cầm túi này, đây, ba lô đây. Này. Này này. Để cái miếng sáp to kia vào. Để một cái miếng sáp đẹp cái riêng túi nhá. Túi to. Lên hộ. Chắc là lấy túi, thay túi lên nữa. Bây giờ. Đấy, bảo nó lùi cái túi kia xuống cho. Thôi được rồi đấy, một túi rồi đấy. Đây đây, giờ lên đi. Giờ tiến lên đi. Hai túi đựng mặt. Từ từ, hai túi đựng. Hai túi đi, đừng rời riêng cho anh. Cái ngóc 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 đừng cho nó cháy ngọc ấy. Em phủ hết ra. Đó. Đít nặng đó. Sắp đến rồi. Khó thế. Đấy bảo lấy tí bóng cho anh Trung luôn. Tôi chịu ông này rồi. Trung lùi dối tí nữa. Tôi này ngọc quay đã đỡ mặt cho thằng cua ấy. Đỡ mặt cho cua Tiến. Đỡ mặt cho nó. Đấy là con này mà. Khó thế. Thế là ok. Xuống được không? Mọc ngọc rồi ấy kìa. Kìa 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 nhanh ngọc. Đợi cái. Một cân không? Chỗ này á? Chỗ này phải 2 cân anh ạ. 2 cân. 2 cân. 1 lít mặt. Tuyệt vời. Một già nha. Cái đấy phải làm bắt ra thôi cái đấy. Bắt rồi. Nhìn đấy xấu quá. Như bắt để cái bầu to kia đi. Đây vừa hình ạ. Đấy, túi to kia nó mới hợp lý này. Vẫn được anh nhỉ? Ngon. Đâu có này là bỏ luôn đấy nhỉ? Bỏ luôn đi. Trồng năm rồi vẫn ghi được 2 bàn. Quá tuyệt vời. Tại là mình tậu tại tiền đạo. Tiền đạo ngon nữa. Đưa lên phát thấy nó cứ tưởng cổ nữa kia luôn. Ngon. Có khi cần. Thôi, cắt thêm một tí nữa. Ui giời, vẫn còn chân này. Chân dài, chân dài. Nặng không? Thấy có vẻ hơi nặng đấy. Thả dao xuống đi. Mẹ móng tay cho cái bóng thủng rồi. Không sao, không sao. Nhà mình nhiều túi mà. Ta cầm lên là nó bị cây nó chọc. Cái kia, hỗ trợ đỡ kìa. Để ý nha, có cây đằng sau nhá. Hả? Ba cân à? Ba cân thế là 4 cân. Đây, 2 cân rồi.
con nhộng à? Để ít túi đằng sau nhá. Đấy. Đi tí luôn. Cái này tao bác cân hết. Nào dơ này. Ngọc Ngọc với cái túi nữa ra nó bị bục ngọc ấy. Bít mà nhỉ. Có bục à? 3 cân không bao giờ hết. Đâu xem nào. Thử xem nào. Không bao giờ hết 3 cân cái này. Ừ, phải gần 4 cân. Cầm cầm máy quay ra. 4 tuyệt vời. 3 cân này hết thì cũng chịu thôi nhỉ. Ui giời các bác ơi. Úi giời ơi, nặng lắm. Khói lắm, khói lắm. Khói quá, nuôi đàn này cho nó đỡ khói này các bác. Bít mà luôn. Đây mọi người. Bít mà luôn này. Có tuyệt vời luôn. Mặt vàng đây nhỉ. Phê mặt vàng nhỉ? Xịn xò luôn các bác ơi. Đấy, đây là những cái tổ ong rừng mà nó rất là già rồi đấy. Nó già nên là cái màu này. Các bác nhìn thấy chưa? Đây là mình thăm lại thôi. Đấy. Đấy, các bác xem nhá. Đấy, còn một đoạn cắt đi. 40 phân. 40 phân. Ừ, nếu mà không cắt phải 60 phân. Ừ. Không cắt nhưng mà tầm mét đến mét rưỡi các bác ạ. Đấy, nó phét phát. Cái đấy mật, đi phát đấy. Là mật rồi á? Ờ, vẫn là mật à? Thôi đi đi, kéo đi. Thì các bác nhá, bây giờ anh em xin phép chuồn khỏi nơi này, không ong nó xuống nó táng đấy. Thì các bác xem thì nhớ ủng hộ anh em mình bằng cách đăng ký kênh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Chào các bác nhá. Ui giời, cái bạn rồi.